Xin chào các bạn thân mến, Hòa rất ít làm các video chia sẻ về mặt tư duy cho các bạn khi mà các bạn có nên đầu tư trái phiếu hay không, nên đầu tư cổ phiếu hay không, nên đầu tư các tài sản gì hay không, bởi vì nó quá đơn giản rồi và rất nhiều người đã chia sẻ các cái nội dung đó rồi. Và Hòa dành thời gian để phục vụ cho các bạn đi sâu chi tiết hơn về cái việc đầu tư các cái kênh này như thế nào, chọn lựa ra sao. Trong cái video ngày hôm nay, Hòa sẽ chia sẻ với các bạn cách để các bạn lựa chọn một cái quỹ trái phiếu trên thị trường để mà các bạn đầu tư. Hiện tại ở trên thị trường có rất nhiều các cái quỹ trái phiếu và các bạn đang rất hoang mang để chọn cho mình một cái quỹ trái phiếu như thế nào. Vậy thì tiêu chí để chọn là như thế nào, đúng không ạ? Tất nhiên là tùy khẩu vị của từng người. Có người thì cần lãi suất, cần hiệu quả cao nhất, nhưng có người thì cần mức độ an toàn, tính thanh khoản, vân vân, đúng không? Thế thì trong cái video ngày hôm nay, Hòa nói tới mức độ an toàn cao nhất để làm sao? Để khi mình đầu tư, mình cảm thấy vui vẻ và mình cảm thấy bình an với cái khoản đầu tư đó. Thế thì cái cách mà mình chia sẻ với các bạn đó chính là mình chọn lựa cái quỹ rất là an toàn dựa trên các cái tiêu chí như sau. Thứ nhất đó là gì? Tính thanh khoản. Đối với quỹ trái phiếu, cái này là quan trọng nhất đối với mình. Bởi vì sao? Bởi vì tính thanh khoản nó sẽ tạo ra cái khả năng chuyển đổi thành tiền cho mình rất là dễ dàng. Và nói nôm la thì các bạn dễ hiểu là khi mình cần tiền thì mình bán đi ngày nào cũng được, và khi mình muốn mua thì mình muốn mua lúc nào cũng được. Đơn giản như vậy thôi, bán lúc nào cũng được và mua lúc nào cũng được. Và câu chuyện ở đây để giải quyết được cái tính thanh khoản này ấy, các bạn hãy để ý này. Thứ nhất là nó phụ thuộc vào cái NAV. Nếu NAV càng lớn thì tính thanh khoản càng cao. Bởi vì sao? Bởi vì các quỹ họ sẽ dành một tỷ lệ phần trăm trong cái NAV này để mua lại. Thứ hai về tính thanh khoản đó chính là mức độ dễ dàng. Dễ dàng giao dịch. Đấy, mình quan tâm mức độ dễ dàng giao dịch, tức là bạn thao tác nó rất là dễ, bạn vào ứng dụng bạn mua hoặc bạn vào ứng dụng bạn bán nó rất là dễ, chứ không phải mất công là mình phải đặt mua ở trên này xong lại mình lại làm cái thao tác mình chuyển khoản sang ngân hàng giám sát các thứ, nó rất là vất vả. Nếu giảm bớt cái thao tác đi thì bản thân bạn cũng dễ dàng mà người mua của bạn cũng dễ dàng, đúng không ạ? Hoặc là gì, các nhà đầu tư khác họ tham gia vào cũng rất là dễ dàng. Thế thì đó chính là cái rất là quan trọng đối với mình trong cái việc là giao dịch. Và cái gì tiếp theo đó là gì? Mình mua bán ngày nào, có hàng ngày được hay không, hay là cứ phải hàng tuần là vào một ngày cụ thể, đúng không ạ? Có rất nhiều quỹ là một tuần có thể chỉ có một ngày để bán thôi, tức là nó giảm bớt. Nếu mình bán hàng ngày thì quá là tiện, đúng không ạ? Còn bán một tuần chỉ được một ngày hay hai ngày thì nó đã làm giảm bớt cái mức độ thanh khoản của cái khoản đầu tư của mình rồi, đúng không ạ? Tức là có mua bán hàng ngày được không? Đó, các bạn hãy quan tâm đến cái này của mình. Thanh khoản rất là quan trọng. Thứ hai là gì? Mới đến hiệu quả đầu tư. Đó, thứ hai mới đến hiệu quả đầu tư các bạn nhé. Hiệu quả đầu tư phải trên tiết kiệm ngân hàng. Phải chắc chắn là trên tiết kiệm ngân hàng. Không thì mình mua quỹ làm gì, đúng không ạ? Phải hơn tiết kiệm ngân hàng chứ, đúng không nào? Hiện tại bây giờ bạn đang gửi tiết kiệm ngân hàng là 5.3-6%, đúng không nào? Thì bây giờ đầu tư quỹ thì ít nhất cũng phải được 7-8-9-10% thì mình mới đầu tư tùy cái quỹ mình chọn, đúng không nào? Thì mình mới tham gia đầu tư chứ, đúng không ạ? Không có lời thì đầu tư làm cái gì? Và mình tin cái điều đó và bản thân mình cũng như vậy, đúng không ạ? Tất nhiên là mình cho vào quỹ là mình phân bổ, mình chia nhỏ cái rủi ro số tiền mình ra, nhưng hiệu quả nó vẫn là quan trọng. Bởi vì gì? Nó gắn với túi tiền của mình, đúng không ạ? Đồng tiền liền cũng dùng, đúng không các bạn?
Thứ ba là gì? Thứ ba là liên quan đến danh mục. Danh mục đầu tư quỹ. Cái này cực kỳ quan trọng. Nó liên quan đến gì? An nguy của cái quỹ của bạn. Đó. Danh mục mà quỹ nó đang đầu tư là gì? Trái phiếu A, trái phiếu B, trái phiếu C, trái phiếu D, tiền gửi A, tiền gửi B, chứng chỉ B, chứng chỉ C, vân vân, đúng không ạ? Họ đang đầu tư cái gì? Bạn phải biết được cái đó. Nếu mà danh mục tài sản của họ đầu tư an toàn thì rõ ràng cái quỹ của các bạn an toàn. Nếu không thì quỹ nó phá sản thì sao? Đúng là các trái phiếu người ta không trả được nợ, tổ chức phát hành người ta phá sản thì quỹ cũng lao đao. Thế thì rõ ràng là gì? Các bạn sẽ phải quan tâm đến cái danh mục đầu tư của họ. Danh mục đầu tư của họ mà càng an toàn, tiền gửi nhiều, đúng không ạ? Chứng chỉ quỹ nhiều, chứng chỉ tiền gửi nhiều và trái phiếu an toàn thì các bạn mới yên tâm được. Còn nếu không ấy thì cũng vẫn lo lắng các bạn ạ. Thứ tư là gì? Mình quan tâm đến thời gian hoạt động. Đúng không ạ? Thời gian hoạt động này rất là quan trọng. Để làm gì? Để chứng minh được cái hiệu quả trong quá khứ của họ là được bao nhiêu. Nếu quỹ họ hoạt động càng lâu thì thứ nhất là họ có nhiều kinh nghiệm, đúng không? Thứ hai nữa là gì? Chúng ta sẽ xem xét được quá khứ họ hiệu quả như thế nào, họ được bao nhiêu phần trăm, họ đầu tư như thế nào, có tốt hay không. Thứ ba nữa là gì? Chúng ta xem được cái tăng trưởng của các nhà đầu tư join vào cái quỹ đó, họ có tham gia nhiều không. Nếu mà một quỹ mà không có nhiều nhà đầu tư tham gia hoặc trong nhiều năm không tăng được nhiều thì rõ ràng là câu chuyện quỹ này đang có vấn đề. Thì các bạn hãy theo dõi rất là kỹ những cái nội dung căn bản như thế này thôi. Chỉ cần 4 nội dung căn bản như thế này là đã giải quyết được những cái quan trọng trong cái tư duy khi các bạn lựa chọn một quỹ đầu tư. Tất nhiên là còn nhiều các nội dung khác, nhưng với mình thì chỉ cần 4 cái yếu tố trọng yếu này để các bạn lựa chọn một quỹ đầu tư. Hãy xem xét thật sự là cẩn trọng từng các nội dung này các bạn nhé. Mình biết là sau khi các bạn xem cái phần lý thuyết mà Hòa vừa mới chia sẻ thì chắc chắn là các bạn vẫn còn rất là mông lung. Chính vì vậy mà Hòa sẽ làm cho các bạn một cái ví dụ minh họa rất là chi tiết để các bạn có cái hình dung, cái cách thức để các bạn làm. Như vậy thì các bạn làm được. Và mong muốn của Hòa là khi làm xong video nào cũng vậy, các bạn đều có thể làm được một cách đơn giản nhất. Và Hòa sẽ lấy một cái ví dụ về cái quỹ này. Hòa không khuyến nghị nhé, các bạn hãy nhớ là Hòa không khuyến nghị các bạn nhé. Nhưng Hòa lấy ví dụ để các bạn có cái cách thức, các bạn dễ hình dung để các bạn làm thôi nhé. Hòa view cho các bạn là cái quỹ TCBF. Đây là một cái quỹ trái phiếu của Techcom Capital. Đó, các bạn hãy xem cái quỹ này. Cách thức mà mình chia sẻ cho các bạn để tìm hiểu các cái thông tin về quỹ này như thế nào nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ phải tìm hiểu về tính thanh khoản của bạn. Đó, cái này rất là quan trọng. Tính thanh khoản của nó thể hiện là gì? Chúng ta mua bán như thế nào? Quỹ này thì các bạn sẽ mua bán. Đó, mua bán hàng ngày. Tức là các cái ngày làm việc trong tuần nhá. Đó, là từ thứ 2 đến thứ 6 các bạn nhá. Và các bạn sẽ phải đặt lệnh trong giờ làm việc và trước 14:45. Rất là dễ đúng không ạ? Như này là mình đã dễ hình dung. Cứ từ 8 giờ đến 14:45 phút hàng ngày này là mình đặt lệnh để mình đầu tư. Quá là thuận tiện. Thậm chí là mình có thể đặt buổi tối được, nhưng miễn phải trước cái giờ này để ngày hôm sau mới giao dịch cho mình. Thế thì các bạn có thể thấy là mua bán hàng ngày như thế này thì mình thực sự là mình cần tiền là mình bán, đúng không ạ? Và mình bán ngày hôm nay thì ngày hôm sau khớp cho các bạn, tức là mất một ngày thôi. Đấy, hôm nay mà các bạn đặt thì ngày hôm sau khớp. Đó. Thứ hai là gì? Các bạn sẽ xem cái NAV. Đó. Các bạn hãy nhìn mình chia sẻ ở trên màn hình cái NAV của cái quỹ này
là nó tương đương khoảng 27.500 tỷ đồng, đúng không ạ? Đó, các bạn hãy xem cái NAV này. Thì bất kỳ một cái quỹ đầu tư nào họ cũng phải chia sẻ cái này và họ public cái này hàng ngày, đó là quy định của luật rồi. Các bạn sẽ xem được cái này hàng ngày. Với cái NAV là 27.500 tỷ này, thì cái khả năng mà quỹ nó mua lại cho bạn dễ dàng. Bởi vì sao? Bởi vì giá trị nó lớn nên là cái tiền ấy, nó dành ra để mua cho bạn rất là ok, đúng không ạ? Giả sử thì hàng ngày quỹ này nó sẽ dành 10% NAV để mua lại cho các bạn, nó tương đương khoảng 2.700 tỷ đồng, đúng không ạ? 2.700 tỷ đồng lại phải tính cả cái phần chênh lệch giữa người mua và người bán quỹ trong ngày nữa. Đó, thì có thể là số tiền mà mua lại có thể lớn hơn hoặc là có thể thấp hơn. Nhưng với cái con số là khoảng độ 2.750 tỷ đồng để các bạn có thể là mua lại cho các bạn, đó, khá là dễ dàng, đúng không ạ? Nó rất là lớn rồi, sự là như thế. Thứ hai là gì? Hiệu quả hoạt động, đúng không ạ? Quỹ nào ấy thì người ta cũng chia sẻ cái hiệu quả hoạt động này cho các bạn. Và các bạn hãy xem cái hiệu quả của TCBS mình có chia sẻ ở trên màn hình. Thì trong một năm vừa qua thì nó có hiệu quả là khoảng độ 6.5%. Và 3 năm thì nó khoảng độ 8% trên năm. Đó. Thế thì các bạn cũng view được là đây là hiệu quả của nó. Và các bạn biết vì sao mà có rất nhiều các nhà đầu tư họ đầu tư với 27.500 tỷ vào đấy không? Bởi vì nó rất là thanh khoản, thứ hai nó cực kỳ là an toàn. Thế thì cái sự an toàn của nó được thể hiện ở cái gì, đúng không ạ? Thì chính là cái danh mục đầu tư. Đó. Các bạn hãy xem trên màn hình mình chia sẻ cái danh mục đầu tư của cái quỹ này. Nó có 46% là tiền và tiền gửi tại ngân hàng, đúng không ạ? Và 36.5% là trái phiếu, còn lại là chứng chỉ tiền gửi. Nó rất là an toàn. Cái trái phiếu ấy mà nó đầu tư ấy là toàn của Mansan này, rồi Vinhome này, rồi Vic này. Và các chứng chỉ tiền gửi thì chủ yếu là của các cái công ty tài chính thôi. Thì các bạn có thể là dễ dàng là hình dung được là các cái tài sản mà họ đầu tư rất là an toàn. Và mình luôn nhấn mạnh với các bạn rằng sự an toàn của một quỹ đầu tư nó phụ thuộc vào cái danh mục mà quỹ tham gia, các bạn nhé. Hãy nhớ, hãy nhìn vào cái danh mục mà quỹ tham gia đầu tư. Danh mục đấy là các tài sản an toàn thì tiền của các bạn cũng sẽ an toàn. Hãy nhớ cái điều đó cho mình, các bạn nhé. Và cuối cùng thì mới đến là cái thời gian hoạt động. Đó. Thời gian hoạt động này thì các bạn hãy xem trên cái giấy phép mà họ được cấp. Thế thì cái quỹ này được cấp vào ngày 8 tháng 9 năm 2015. Đó, như mình chia sẻ cái giấy phép trên màn hình để các bạn tham khảo, các bạn xem nhé. Có một cái yếu tố cuối cùng, thực ra thì nó không quan trọng lắm đối với các nhà đầu tư, nhưng mình vẫn phải nói, bởi vì là đối với các nhà đầu tư nhỏ và lẻ thì rất là quan trọng. Bởi vì sao? Điều quan trọng đó chính là số tiền đầu tư tối thiểu là bao nhiêu, đúng không nào? Cái này cực kỳ quan trọng. Nếu mà chúng ta tích lũy hàng tháng thì chúng ta rất là quan trọng số tiền này. Và với cái quỹ TCBS này, số tiền đầu tư tối thiểu là 10.000 đồng. Đó, các bạn nhé, 10.000 đồng là các bạn có thể đầu tư vào quỹ này rất là dễ trong cái việc tích lũy của anh chị của bạn rồi, đúng không nào? Và có rất nhiều các quỹ 2 triệu, 5 triệu, 10 triệu hay 20 triệu mới tham gia đầu tư được. Như thế là rất là vất vả đối với chúng ta, đúng không ạ? Hoặc là một người tích lũy hàng tháng thì mình cũng chỉ có một phần nhỏ thôi. Ví dụ lương mình 30 triệu thì mình để vào đây 1 triệu thôi, đúng không? Hoặc 500 nghìn thôi. Thì rõ ràng là gì? Cái quỹ này nó thuận tiện với mình rồi, đúng không nào? Còn nếu mà vào các cái quỹ mà bắt buộc phải đầu tư từ 2 triệu hay 5 triệu hay 10 triệu thì nó không phù hợp với bản thân mình. Đó, thì rõ ràng đây là một cái gọi là value mà mình muốn chia sẻ thêm với các bạn. Đó, thực ra nó không phải là quá trọng yếu, nhưng mình muốn chia sẻ với các bạn để nó phù hợp với nhà đầu tư nào. Thì đây là một cái chia sẻ thêm cho các bạn.
Như vậy là các bạn đã vừa mới xem rất là chi tiết những cái chia sẻ của Hoàng về các cái tiêu chí để lựa chọn một cái quỹ đầu tư, và Hoàng có minh họa cho các bạn cách lựa chọn một cái quỹ đầu tư ví dụ như TCBS. Các bạn tham khảo, các bạn làm cái cơ sở để các bạn review các cái quỹ khác các bạn nhé. Mình không khuyến nghị, mình nói lại là mình không khuyến nghị cho các bạn đầu tư TCBS đâu. Tùy của các bạn view, các bạn xem, các bạn thấy hữu ích với các bạn có thể join, để các bạn tham gia đầu tư. Và mình không khuyến nghị cái việc này nhé. Mình chỉ có tư vấn tài chính ở trong các cái chương trình coaching 1-1 và mình còn nói rõ cho các bạn ở đó. Và nếu các bạn muốn tham gia các cái chương trình để mình chia sẻ, tư vấn và đào tạo cho các bạn kỹ hơn về tiền, về quản lý tài chính cá nhân, thì các bạn hãy đăng ký cái chương trình coaching 1-1 của mình ấy, ở dưới cái phần mô tả. Mình sẽ set up cho các bạn một cái danh mục để các bạn có thể đầu tư trong dài hạn đó, an toàn và bền vững cho các bạn nhé. Có lẽ thì mình sẽ làm thêm các cái video khác để chia sẻ và minh họa cho các bạn rõ hơn về từng quỹ đầu tư một. Tuy nhiên, các bạn hãy like giúp mình để mình có động lực chia sẻ. Nếu càng nhiều like thì mình càng vui và mình càng có nhiều động lực chia sẻ với các bạn. Và chắc chắn rằng các bạn phải đăng ký kênh của mình để mà không bỏ lỡ các cái video mới nhất mà mình sẽ chia sẻ về các quỹ trái phiếu. Bởi vì các bạn đang quan tâm đến nó thì các bạn mới xem video này, đúng không ạ? Nếu các bạn không quan tâm thì các bạn sẽ không xem video này nữa, đúng không nào? Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn sẽ có những khoản đầu tư an toàn, hiệu quả và bình an các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.